Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc xảy ra tại tầng hầm một khách sạn trên đường Trường Phú, thành phố Nha Trang. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các đối tượng chủ mưu cầm đầu gồm Cho Hwa-su, Shin Jae Ho cùng có quốc tịch Hàn Quốc, Ngô Văn Duyên trú tại thành phố Nha Trang, thôn Tàu Vấy, trú tỉnh Đồng Nai cùng 14 người khác liên quan gồm Thu Ngân, Lễ Tân, Chia Bài. Theo điều tra, cơ sở GAM Club Lucky hoạt động đầu tháng 3 năm 2023 do Joe Wanshu và Ngô Văn Duyên góp vốn thành lập, với vỏ bọc là kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Nhưng trên thực tế là tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc ăn thua bằng tiền với nhân viên. Thông tàu váy được thuê làm quản lý chung cùng nhiều người khác làm quản lý nhân sự, nhân viên chia bài, giám sát bàn, thu ngân, bảo vệ.